Trong trận đấu ngày hôm trước với cầu thủ Pakistan thì anh Đức đã có một ngày thi đấu không thật sự ấn tượng khi anh liên tục có những pha bóng vụng về và bỏ lỡ khá nhiều những cơ hội mà đồng đội tạo cho anh. Vừa rồi cũng là một pha ngả bàn đèn không thật sự hay. Anh Đức cũng đã có tuổi nhưng rõ ràng là huấn luyện viên Park Hang-seo rất cần những cầu thủ có kinh nghiệm đã từng thi đấu chinh chiến tại các giải đấu như V-League hay những giải đấu quốc tế mà AFF Cup, SEA Games, nơi mà anh Đức cũng đã từng thể hiện khả năng của mình. Xuân Mạnh. Gì đây? Đó là một tình huống mà thủ thành bên phía Nepal đã thi đấu cực kỳ long ngóng. Và thiếu chút nữa thì anh Đức đã tận dụng sai lầm của thủ thành bên phía Nepal để mở tỷ số. Vâng, Kuma là một thủ môn 28 tuổi, tuy nhiên một pha bóng này khiến cho tôi ngỡ anh vừa mới từ lứa U21 chuyển lên chơi. Vâng, rõ ràng nếu như kỹ hơn trong tình huống vừa rồi, Việt Nam xứng đáng nhận được một quả đá phạt đồng nghĩa với một chiếc thẻ vàng dành cho Kuman. Đánh đâu? Không được. Chúng ta sẽ có thêm một quả đá phạt góc nữa. Sau những phút đầu tiên có vẻ như để cho đội bạn thăm dò, bây giờ sẽ là thời điểm để Việt Nam có thể vùng lên và tạo ra những cơ hội nguy hiểm. Vừa rồi đó là cú đánh đầu cản phá của Tamang Ananta. Đó là tình huống uy hiếp cùng thành của Bùi Tiến Dũng, cầu thủ với quê gốc là ở Hà Tĩnh và hiện tại đang thi đấu trong màu áo của câu lạc bộ Viettel tại giải hạng nhất của Việt Nam. Quang Hải. Rất nguy hiểm. Một pha bóng khá may mắn dành cho thủ thành Kuma khi mà bóng đã bay trở lại với đôi tay của anh. Đó là cú đánh đầu cùng Nguyễn Anh Đức. Chiều cao rất tốt của anh Đức đang giúp cho anh có được những tình huống không chiến hợp lý. Và với những tình huống xử lý lóng ngóng như thế này thì chúng ta sẽ chờ đợi vào những sai lầm đến từ đối thủ. Nepal không phải là một đội bóng được đánh giá cao. Và rõ ràng ngày hôm nay đội bóng của huấn luyện viên Park Hang-seo tới để hy vọng có được 3 điểm để cùng với Nhật Bản là hai đội bóng đầu tiên giành vé góp mặt vào vòng trong của ASEAN năm 2018. Quang Hải. Không được. Đó là pha xử lý có ý đồ của Quang Hải. Đáng tiếc là nó hơi mạnh so với đà di chuyển của Phạm Văn Đức. Đó là một tình huống mà Văn Đức và Quang Hải đã có những ý tưởng mon men với nhau. Tuy nhiên đường truyền của tiền vệ câu lạc bộ Hà Nội là hơi mạnh và hơi sâu. Rõ ràng đây mới chỉ là những thời điểm ban đầu và nếu như tiếp tục lấy lại được sự tự tin của mình thì mình cũng sẽ tin rằng đội tuyển Việt Nam sẽ có bàn thắng sớm thôi. Trong trận đấu với các cầu thủ Nhật Bản thì U23 Nepal đã để thua với tỷ số 1-0. Đó là trận đấu mà Nhật Bản đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội. Và Nepal cũng không được đánh giá quá cao về lối chơi phòng ngự của mình. Ngoài những trận đấu của U23 Việt Nam ra thì Xuân Làng chấm TV của mình cũng sẽ tường thuật trực tiếp các trận đấu của đội tuyển nữ quốc gia cũng như là các bộ môn thể thao tại ASEAN năm nay có sự xuất hiện của các vận động viên Việt Nam như là những bộ môn bắn súng, bơi lội hay là điền kinh, cả bóng chuyền nữa. Và che chắn rất an toàn của Đức Huy. Các cầu thủ Nepal đang cố gắng lấy lại thế trận bằng cách làm việc nhiều hơn nữa ở khu vực tuyến giữa. Đức Huy. Không được. Đội bạn đang chơi rất quyết liệt. Lợi thế dành cho U23 Nepal. Đó là tình huống dứt điểm đầu tiên của trận đấu này. Cú sút thuộc về Thapa Maka Heman. Một quả bóng mà anh đã tạo cơ hội để cho người nhặt bóng có điều kiện tung tác. Sút rất thiếu chính xác. Trong trận đấu đầu tiên của mình tại kỳ ASEAN năm nay thì Bùi Tiến Dũng đã không phải làm việc nhiều. Đó là trận đấu mà đáng ra đội tuyển Việt Nam sẽ phải ghi nhiều hơn 3 bàn thắng so với những gì mà chúng ta đã làm được trong trận đấu đó. Công Phượng đã bỏ lỡ tới 2 quả penalty. Nhưng dù sao thì Phượng cũng đã có được bàn thắng cho chính anh ở tại giải đấu năm nay. Vâng, có một kênh không chính chủ đang có lượng view còn hơn cả kênh của mình. Một kênh họ đang có hơn 200.000 người xem rồi.
rất hy vọng là sau khi hiệp 1 kết thúc thì các bạn ở bên kênh đó thì chuyển về với kênh của mình để có thể giao lưu với bọn mình vui hơn. Cùng với đó là xem kênh của mình thì sẽ có được một cái tốc độ cao hơn cũng như là một chất lượng nó tuyệt vời hơn. Dù mình biết là kênh đó stream lại của mình thì cũng đã có một chất lượng rất là đẹp rồi, nhưng hy vọng các bạn hãy ủng hộ mình để tạo động lực để cho mình có thể tiếp tục đem đến trận đấu tuyệt vời hơn nữa. Trần Đình Trọng, đây là Đỗ Duy Mạnh. Vâng, khi mà nhắc đến cái tên Duy Mạnh thì có lẽ nhiều người sẽ nghĩ tới bài hát Kiếp Đỏ Đen, cũng khá gắn liền với những ngày bóng đá sôi động như thế này. Hy vọng là trong trận đấu hôm nay thì anh em nào đặt niềm tin vào những chàng trai Việt Nam sẽ không phải thất vọng. Trước khi trận đấu này diễn ra thì cầu thủ U23 Nhật Bản đã có một chiến thắng rất tưng bừng trước cầu thủ U23 Pakistan, và gần như họ sẽ chắc chắn có được vị trí đầu bảng sau khi vòng đấu này kết thúc. Điều đó đồng nghĩa với việc U23 Việt Nam của chúng ta cần có được một trận thắng trong trận đấu này. Có thể không có một cách biệt quá nhiều, nhưng chúng ta cần phải tập trung vào trận đấu cuối cùng với cầu thủ U23 Nhật Bản để có được ngôi đầu bảng và sẽ tránh được gặp U23 Hàn Quốc ở vòng trong. Nếu như gặp U23 Hàn Quốc thì sẽ là một điều tương đối khó khăn, khi mà họ giải đấu năm nay sở hữu những cầu thủ rất chất lượng, đặc biệt là Son Heung-min, người đang trong biên chế của Tottenham Hotspur. Văn Đức rất tốt. Quang Hải, cơ hội dành cho anh Đức, không được. Đó là một tình huống mà cầu thủ mang áo số 4 bên phía Nepal đã can thiệp rất nhanh, pha bằng vào của anh Đức. Đó là pha truy cản của Tamang Ananta. Một tình huống mà nếu như không có cầu thủ mang áo số 4 thì anh Đức đã có một cơ hội rất rõ ràng. Nhưng dù sao thì chúng ta vẫn mang về thêm một quả đá phạt góc và sẽ có thêm một mối nguy lên hàng phòng ngự của đội bóng áo đỏ. Đánh đầu! Không được! Người vừa tham gia đánh đầu đó là Bùi Tiến Dũng, người mang băng đội trưởng của U23 Việt Nam ở trận đấu ngày hôm nay. Nếu như không có cầu thủ số 4 thì lại có thêm một bàn thắng nữa dành cho đội tuyển Việt Nam thôi. Và định luật bảo toàn phạt góc đã được xuất hiện. Quả phạt góc không tự sinh ra và mất đi, nó chỉ biến từ cánh này sang cánh khác mà thôi. Quyền đầu phá bóng là của Arista. Biman. Bisan. Sẽ có một quả ném biên dành cho cầu thủ U23 Nepal. Rõ ràng chúng ta thấy được sự quyết tâm của U23 Nepal trong trận đấu ngày hôm nay là như thế nào. Tuy nhiên rõ ràng là họ cũng đang bắt đầu bộc lộ những điểm yếu của mình, đặc biệt là khâu phòng ngự. Quang Hải, Đỗ Hùng Dũng, không được. Hùng Dũng đã thực hiện một pha dứt điểm nhưng bóng đã không thể vượt qua được sự truy cản của cầu thủ bên phía Nepal. Duy Mạnh, Trần Đình Trọng, Xuân Mạnh, tiếp tục là Trần Đình Trọng. Trong trận đấu ngày hôm trước với đối thủ Pakistan thì Trần Đình Trọng cũng đã mắc một vài sai lầm. Tuy nhiên thì ngày hôm nay ông Park Hang-seo vẫn tin tưởng giao trọng trách đá vị trí trung vệ cho cầu thủ áo số 21 bên phía U23 Việt Nam. Tuy nhiên thì những sai lầm như ngày hôm đó chắc chắn sẽ không được lặp lại trong những trận đấu quan trọng như trận đấu này hay trận đấu với thủ U23 Nhật Bản vào ngày 18 tới đây. Không được. Lợi thế dành cho U23 Nepal. Đội bóng áo đỏ rất khó để có thể lên bóng khi mà đội tuyển của chúng ta đang thực hiện một lối chơi pressing vừa đủ. Vâng, xin lỗi anh em khi mà trận đấu với cầu thủ Nhật Bản sẽ diễn ra vào ngày 19 chứ không phải là ngày 18. Chuyển
trước khi bắt đầu giải đấu năm nay thì các cầu thủ Nepal đã có một chuỗi phong độ không thực sự tốt, thì họ đã không thể có được những trận đấu giao hữu bổ ích, và những trận thua đã khiến cho Nepal có một vấn đề rất lớn về mặt tâm lý. Thậm chí là họ đã để thua những câu lạc bộ của Thái Lan tại giải Thái League. Bước vào giải đấu năm nay, mặc dù nỗ lực hết sức nhưng họ cũng không thể tạo ra bất ngờ trước các thủ U23 Nhật Bản. Và ngày hôm nay thì họ đang đối đầu với một đội bóng đang có một lối chơi rất vào phòng như U23 Việt Nam. Rõ ràng là huấn luyện viên của Nepal cần phải có những sự toan tính để có thể tạo ra được đôi chút bất ngờ trong trận đấu mà họ sẽ phải đánh bại, bắt buộc sẽ phải đánh bại U23 Việt Nam để có quyền mơ về tấm vé đi tiếp tại bảng D. Hùng Dũng, Quang Hải vẫn chưa thể vượt qua được hàng phòng ngự bên phía Nepal. Mình hy vọng là những em ở bên kênh không chính chủ đang có hơn 200.000 người xem có thể quay trở lại với kênh Ngọc Đình để xem cho nó chuẩn hơn. Kênh của mình chính chủ thì đang có hơn 171.000 thôi. 17 phút thi đấu đã trôi qua và tỷ số vẫn đang là 0-0. Ở thời điểm hiện tại thì lứa cầu thủ U23 của đội tuyển Việt Nam với những cầu thủ nòng cốt hiện đang thi đấu rất xuất sắc tại các câu lạc bộ tại V-League. Chúng ta sẽ phải kể đến trường hợp của Nguyễn Quang Hải, Đoàn Văn Hậu, Phan Văn Đức và lứa cầu thủ của Hoàng Anh Gia Lai như Xuân Trường, Công Phượng. Nhưng rất tiếc, có một điều rất tiếc là chúng ta đã không thấy được sự góp mặt của Tuấn Anh với việc cầu thủ này gặp chấn thương. Hùng Dũng rất tốt, Anh Đức, đây là Phan Văn Đức, cơ hội dành cho đội tuyển Việt Nam, không được, đó là Văn Thành chứ không phải là Văn Đức. Tình huống xâm nhập vòng cấm rất nhanh của Vũ Văn Thành. Văn Thành cùng với Đoàn Văn Hậu có lẽ là những sự lựa chọn tuyệt vời nhất ở hành lang cánh của đội tuyển Việt Nam. Dưới thời của huấn luyện viên Park Hang-seo thì những cầu thủ này đã thi đấu cực kỳ xuất sắc và thể hiện được những dấu ấn của mình, đặc biệt là trường hợp của Đoàn Văn Hậu. Cầu thủ sinh năm 1999 và hiện nay thì anh đang thi đấu trong màu áo của câu lạc bộ Hà Nội. Đoàn Văn Hậu đã có một năm 2017 cực kỳ thăng hoa. Cơ hội phản công dành cho đội tuyển Việt Nam. Quang Hải mở bóng dành cho Văn Đức. Nhưng không được rồi. Đó là tình huống can thiệp của Kaman. Rất hay. Đó là pha cắt bóng của Văn Thành. Đức Huy. Vai trò của tuyến giữa dành cho đội tuyển Việt Nam đang cực kỳ quan trọng. Chúng ta muốn tấn công và rõ ràng là chúng ta cần phải có được một lối chơi hợp lý. Và vai trò cơ động của hàng tiền vệ sẽ giúp cho đội bóng áo trắng triển khai tốt hơn những lối chơi tấn công quen thuộc của mình. Đánh đầu! Không được! Đánh đầu là của Anh Đức. Một pha bóng mà Anh Đức đã có một cú lắc đầu rất có chủ đích. Quang Hải đã lựa chọn một thời điểm rất hợp lý để tung ra một đường truyền dọn cỗ dành cho Anh Đức. Nhưng rất tiếc ở tình huống vừa rồi, cú đánh đầu hơi với của Anh Đức, bóng đã đi ra ngoài. Nó chỉ cách khung thành của thủ thành Kuma một khoảng cách nhỏ nhỏ mà thôi. Vâng, đã có rất nhiều anh em từ kênh Fake chuyển về kênh chính chủ của mình rồi và đang khen xem rất là ngon. Rất hy vọng các bạn nào đang ở kênh Fake có thể chuyển về với kênh chính chủ của mình. Kênh hiện tại đang có hơn 170.000 lượt xem. Quang Hải, sai lầm của hàng phòng ngự bên phía Nepal. Không được rồi. Đó là tình huống mà thủ thành Kuma đã lao ra rất kịp thời với pha băng lên của Nguyễn Quang Hải. Ở những phút vừa qua thì chúng ta đang tận dụng rất nhiều những sai lầm đến từ phía đối thủ. Và có lẽ thêm vài cơ hội nữa thôi thì đội tuyển của chúng ta sẽ có được bàn thắng. Ở ngày hôm trước thì sau khi mình bình luận xong thì có nhận được khá là nhiều gạch đá từ phía anh em.
Nghe đồng nghĩa với việc ngày hôm nay bọn mình sẽ cố gắng bình luận nó nghiêm túc hơn một chút và nó cũng chuyên nghiệp hơn một chút để khiến cho những khán giả lớn tuổi hơn cũng có thể theo dõi được. Còn rõ ràng là trận đấu này được diễn ra với rất nhiều tầng lớp, ngành nghề và rất nhiều con người đang theo dõi trận đấu này. Các cụ già cũng có, những người lớn tuổi cũng có và thậm chí là những bạn vẫn còn rất nhỏ tuổi cũng theo dõi. Như vậy bọn mình sẽ lựa chọn phương án an toàn khi bình luận theo một phong thái hy vọng là cũng sẽ chuyên nghiệp và nhận được sự ủng hộ của tất cả mọi người. Trần Đình Trọng, chúng ta đang bắt đầu khai thác những kẽ hở nơi hàng phòng ngự của U23 Nepal. Đức Huy, vâng, trong một ngày mà không có Công Phượng và cũng chẳng có Lương Xuân Trường, liệu rằng U23 Việt Nam có giải quyết được U23 Nepal hay không thì chúng ta hãy cùng chờ đợi ở phía trước. Quang Hải, khoảng trống dành cho Quang Hải, không được rồi. Có lẽ sẽ có một quả phát bóng lên dành cho U23 Nepal. Với cái kèo trái rất đặc biệt của mình thì Quang Hải chắc chắn sẽ lựa chọn những tình huống dứt điểm từ xa nếu như anh có cơ hội. Đây đang là thời điểm phút thứ 23 của trận đấu và tỷ số hiện tại vẫn đang là không đều. Mặc dù chúng ta đang cố gắng ép sân nhiều hơn, cũng hãy cần lưu tâm với hệ thống phòng ngự khi mà Nepal cũng có những cầu thủ có tốc độ và kỹ thuật rất tốt. Trước khi đến với giải đấu lần này thì Bùi Tiến Dũng cũng đã gặp rất nhiều vấn đề, đặc biệt là vấn đề về mặt tâm lý. Khi mà cầu thủ quê Thanh Hóa đã có được những sự tin tưởng đến từ những cổ động viên, tuy nhiên anh đã không thể hiện được nhiều. Trong màu áo của câu lạc bộ FC Thanh Hóa thì Tiến Dũng cũng không được sử dụng quá nhiều và đó là lý do để cho cầu thủ này gặp nhiều vấn đề tâm lý với sự cạnh tranh đến từ vị trí của thủ thành Đặng Văn Lâm. Nhưng cuối cùng thì huấn luyện viên Park Hang-seo cũng đã lựa chọn Tiến Dũng và Văn Hoàng với vị trí thủ môn để tham dự giải đấu lần này. Và khống chế bóng không thành công của Nguyễn Anh Đức. Hôm nay thì Công Phượng cũng như Lâu Xuân Trường không góp mặt trong đội hình ra sân chính thức của cao thủ U23 Việt Nam. Họ đang ngồi trên băng ghế dự bị và có lẽ là nếu như cao thủ Việt Nam vẫn tiếp tục bế tắc trong việc tìm kiếm bàn thắng thì trong hiệp 2, ông Phạm Sò sẽ tung Xuân Trường hoặc Công Phượng vào sân mà thôi. Vâng, một cầu thủ bên phía Nepal đang bị đau. Có vẻ như đang hơi bị tức ngực hoặc là đau bụng. Đó là tình huống mà Đỗ Hùng Dũng cùng với cầu thủ mang áo số 8 bên phía Nepal đã có va chạm với nhau. Nhắc đến Nepal thì có lẽ chúng ta không nhớ quá nhiều và cũng không biết quá nhiều về bóng đá của quốc gia này. Mà nói đến Nepal thì có lẽ mình chỉ nhớ đến quốc gia này có một hình ảnh rất ấn tượng trên bản đồ thế giới, đó là dãy núi Himalaya với đỉnh Everest cao nhất trên thế giới hiện nay. Và có thể là hiện tại đang trong thời gian trận đấu diễn ra nên các bạn đang khá là ngại đổi kênh. Tuy nhiên thì khi hết hiệp 1, rất hy vọng các bạn đang ở những kênh fake khác có thể chuyển về với kênh chính của mình Sôi Lạc.tv để theo dõi cũng như là giao lưu cùng bọn mình dễ hơn, cũng như là tạo cho mình cái động lực để có thể tiếp tục phát sóng trận đấu tiếp theo. Khi mà rõ ràng kênh chính chủ lại không bằng kênh fake thì thật sự là bọn mình đang cảm thấy rất là buồn. Suman, đường truyền của Aditya, đây là Bishan,
chuyền không biết là dành cho ai. Có lẽ là thấy Bùi Tiến Dũng đang hơi nhàn nên anh quyết định là chuyền cho anh để anh có những màn khởi động trong trận đấu ngày trước với Pakistan. Thì sau khi trận đấu kết thúc, chúng ta đã được nhìn thấy những hình ảnh khá là ngộ nghĩnh của Bùi Tiến Dũng. Anh đã có một trận đấu cực kỳ nhàn và thường xuyên phải làm những động tác thể dục để có thể làm nóng cơ thể. Suman và tác bóng rất tốt của Bùi Tiến Dũng. Trần Đình Trọng. Vũ Văn Thành. Đường chuyền dành cho Đức Huy và có vẻ như một cầu thủ bên phía Nepal đang nằm sân. Vâng, và vừa rồi thì ông này lúc nãy đã ông này chắc chắn là trước giờ đá ăn cái gì rồi, ôm bụng nãy giờ. Va chạm thì không va chạm mà cứ ôm bụng rồi, khả năng đau ruột thừa cũng nên. Tôi nghĩ là cần thay này ra. Vâng, nếu như đội bạn mà không thể tiếp tục thi đấu thì có lẽ là chúng ta cũng nên ủng hộ đội bạn thay người. Vai trò trên băng ghế dự bị của cầu thủ Nepal ngày hôm nay, người có thể thay thế cho cầu thủ áo số 10 đó là cầu thủ áo số 14 Dista Anjan. Một tiền đạo, không biết anh này bao tuổi đây, tôi không có thông tin của anh này. Vâng, anh này không có thông tin của anh Dista luôn. Thôi đau đau bụng thì ra anh ơi, giải quyết xong rồi vào, lấn cấn làm cái gì. Ôi, ông này buộc tóc này hay chưa? Tóc hành rồi. 30 là anh Heman. Đến thời điểm hiện tại rõ ràng là đội tuyển Việt Nam chúng ta vẫn chưa có quá nhiều cơ hội để có thể mở tỷ số. Nepal đang có một hàng phòng ngự ok trong một trận đấu mà rõ ràng ở thời điểm ban đầu thì đội bóng áo đỏ đã có đôi chút lúng túng. Hai phần ba thời gian thi đấu của một đã trôi qua và tỷ số vẫn đang là 0-0. Và vừa rồi là cú đánh đầu của cầu thủ tóc ngành vào số 30. Và liệu có được những cơ hội của cầu thủ U23 Việt Nam sau khi anh tóc ngành chạm bóng hay không? Kuma. Đỗ Hùng Dũng. Quảng Hải rất hay, không được. Đó là pha bỏ bóng rất hay của Văn Đức. Ôi ôi, ôi. Bình tĩnh thôi, đúng rồi. Đường chuyền về rất nhẹ nhàng dành cho Bùi Tiến Dũng. Ngày trước thì anh ấy đã hổng có gì để bắt rồi. Không biết ngày hôm nay thế nào đây. Phút thứ 30 rồi, Bùi Tiến Dũng vẫn hổng có gì để bắt. Có lẽ chúng ta sẽ phải chờ tới trận đấu với cầu thủ Nhật Bản để Bùi Tiến Dũng có được cơ hội trổ tài. Còn nếu như các bạn ngày hôm nay thấy những hình ảnh nó được chất lượng, bình luận nó sắc nét thì các bạn có thể cho chúng tôi một like tại website, xin các bạn tại YouTube solac.tv. Hiện tại đang có 10.000 like rồi, trong khi đó là 187.000 người xem. Và các bạn bỏ ra 1 đến 2 giây thôi, ấn vào cái nút like rất là đơn giản. Kuma. Đường chuyền của Văn Đức dành cho anh Đức. Đức Huy. Một bóng rất chính xác dành cho Phan Văn Đức. Cơ hội dành cho đội tuyển Việt Nam, đánh đâu. Như vậy là
rất nhiều những cơ hội từ trận đấu trước cho tới trận đấu hôm nay, thì cuối cùng anh Đức cũng đã ghi bàn. Cú đánh đầu quá hay, nhưng cũng phải dành một lời khen có trọng lượng cho đường truyền chất lượng của Phan Văn Đức. Chúng ta đã thấy được khả năng không chiến tốt như thế nào của anh Đức. Và bằng cắt rất hay. Và một lần nữa, đó là cầu thủ tóc ngành. Vâng, anh này không, anh này cũng tóc chưa ngành lắm, nhưng mà cũng ngành ngành rồi, nửa ngành rồi. Tóc vậy là chuẩn bị vào ngành được rồi. Vâng, đó là tình huống phối hợp của hai cầu thủ tên Đức. Và nó khiến cho rất nhiều khán giả của Việt Nam phải náo nức. Rất tuyệt vời, bàn thắng đầu tiên của anh Đức tại giải đấu năm nay. Và không biết là đã có anh chị em nào chụp ảnh màn hình lại bàn thắng vừa rồi chưa? Nếu như chụp rồi các bạn hãy gửi ngay. Ô cái gì ấy? Vừa rồi là một pha lỗi của đạo diễn hình khi mà anh ấy ghi bàn thắng của Nguyễn Anh Đức hai lần. Nếu như các bạn đã chụp ảnh màn hình rồi hãy gửi ngay inbox cho bọn mình về fanpage Sôi Lạc .tv. Ăn Sôi Lạc xem bóng đá. Fanpage đang có khoảng 17.000 like. Ờ, quay trở lại với trận đấu ngày hôm nay. Phút thứ 32 và tỷ số đang là 0-1 nghiêng về phía cầu thủ Việt Nam với bàn thắng vừa được ghi do công của Nguyễn Anh Đức. Một pha đánh đầu dũng mãnh. Chúng ta đang bắt đầu khai thác được những sai lầm nơi hàng phòng ngự của đội tuyển Nepal. Và trong một tình huống mà hàng phòng ngự của Nepal đã dâng quá cao, Phan Văn Đức có thời gian để ngắm nghía và tung ra một đường truyền chất lượng cho cú băng vào hoàn hảo của anh Đức. Và tỷ số đã được mở, đội tuyển Việt Nam sẽ dễ đá hơn rất nhiều sau bàn thắng này. Vâng, và để có thể tiếp tục ủng hộ cho Sôi Lạc .tv thì xin mời một lần nữa những người đang theo dõi ở kênh Fake quay trở lại với kênh chính chủ. Bọn mình hiện tại đang có được 76.000 subscribe, cùng với đó là 180.000 khán giả đang theo dõi qua kênh YouTube của bọn mình. Và kênh có một sự thật khá là buồn khi mà kênh thật thì được có 180.000, còn kênh Fake thì lại đang được hơn 250.000. Tương đối là khó hiểu. Trần Đình Trọng, Đỗ Duy Mạnh. Ngày hôm nay Hùng Dũng vẫn đang làm rất tốt vai trò thu hồi bóng và xoay chiều ở khu vực tuyến giữa. Hùng Dũng cùng với Đức Huy đang giúp cho hàng tiền vệ của Việt Nam dễ đá hơn rất nhiều. Xuân Mạnh, Xuân Mạnh và Văn Thành đã đổi cánh cho nhau rồi. Văn Đức. Tình huống phối hợp của hai cầu thủ đang thi đấu trong màu áo của câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An. Ngày hôm nay những sự lựa chọn của ông Park Hang Seo đang thi đấu rất hay. Hùng Dũng cùng với Phan Văn Đức, những người đã được đưa vào sân trong hai trận đấu với Pakistan. Rất nguy hiểm. Một tình huống mà suýt chút nữa Arita đã phản lưới nhà. Đó là một pha bóng mà có lẽ Văn Thành cũng không nghĩ về việc cầu thủ bên phía đối phương lại thực hiện một pha bóng hờ hững đến như vậy. Đây đang là những thời điểm cuối cùng của hiệp 1, phút thứ 34. Và tỷ số bây giờ vẫn đang là 1-0 nghiêng về đội tuyển Việt Nam. Hiện tại có kênh cũng đang phát mà các bạn đang theo dõi trên YouTube, đó là kênh Thế Giới Động Vật. Kênh này cũng không phải đâu các bạn nhá. Làm sao Thế Giới Động Vật lại đi phát bóng đá được? Các bạn hãy nhớ lưu ý Sôi Lạc .tv, đơn giản như vậy thôi. Quả ném biên dành cho đội tuyển U23 Việt Nam. Chạy cho anh em một cái thông báo làm sao để tìm một kênh. Văn Thành, Hùng Dũng, chúng ta đang giải quyết rất tốt bài toán bàn thắng và bài toán thế trận trong cuộc đối đầu ngày hôm nay. Quang Hải, lại là Hùng Dũng, Anh Đức, rất tốt. Ở ngoài biên đang là Phạm Xuân Mạnh. Không được, vẫn còn Văn Thành. Ôi giời ơi, Văn Thành dứt điểm, nhưng không biết đó là một pha dứt điểm hay là một đường truyền nữa. Đó là tình huống mà anh Đức đã chủ động nhấc chân lên. Thì anh nghĩ đường
khi nghĩ được bóng mà Văn Thanh vẽ ra sẽ hướng đến khung thành của thủ môn Kuma, nhưng đáng tiếc nó lại đi chạy cột rồi. Đó là tình huống mà Văn Thanh nếu như tự tin hơn nữa anh ta có thể tung ra một pha dứt điểm cháy lưới khung thành của Nepal. Nhưng đó là một pha dứt điểm không chính xác. Chúng ta không nên phung phí quá nhiều cơ hội khi mà cách biệt mới đang chỉ là một bàn thôi mà thôi. Đỗ Hùng Dũng, Bùi Tiến Dũng. Vâng, trên sân hiện tại có 3 cầu thủ tên Dũng và 2 cầu thủ tên Đức, cùng với đó thì 2 cầu thủ tên Mạnh nữa. Vâng, ngày hôm nay rõ ràng là chiến thuật của huấn luyện viên Park Hang-seo đó là việc khiến cho Nepal bất ngờ khi có quá nhiều cầu thủ tên giống nhau. Và trong tình huống mà Văn Đức và Anh Đức đã phối hợp thì có lẽ đôi chút bất ngờ đã được tạo ra ở tình huống mà Anh Đức đã lao vào từ một đường chuyền rất đẹp mắt của Phan Văn Đức. Phút thứ 37 của trận đấu, tỷ số đang là 1-0 bằng pha lập công duy nhất của tiền đạo Nguyễn Anh Đức. Việt Nam vẫn đang có được lợi thế, và nếu như chúng ta tiếp tục giữ vững được kết quả này thì chúng ta sẽ có được cùng 6 điểm với Nhật Bản, nhưng chúng ta sẽ đứng ở vị trí thứ 2. Hùng Dũng, pha bóng khá tốt của Phạm Xuân Mạnh. Vâng, rất nhiều anh em lạc bên kênh Fake đã về với kênh chính chủ rồi, rất cảm ơn anh em. Thật sự là những tình huống mà các bạn chuyển về kênh chính chủ khiến cho mình cảm thấy rất là cảm động. Văn Thanh, vẫn đang là Văn Thanh, hay quá nhưng không được rồi. Và bóng Mạnh Đức đã có một đường truyền rất có ý đồ dành cho Văn Thanh, nhưng sau đó đã bị chặn lại bởi một cầu thủ phía Nepal. Bây giờ sẽ là quả ném biên dành cho cầu thủ áo đỏ. Chúng ta rõ ràng có thể nghe thấy tiếng của những cổ động viên, tiếng của ban huấn luyện và tiếng của những cầu thủ đang thi đấu trên sân. Hiện tại thì quý vị khán giả đang được theo dõi phần bình luận của Batman và Captain trong khuôn khổ lượt trận thứ 2 vòng đấu bảng của ASEAN năm 2018, cuộc đối đầu giữa U23 Việt Nam và U23 Nepal. Đúng rồi, rõ ràng là kênh chính chủ phải mượt hơn là những kênh khác rồi, khi mà các bạn sẽ xem được chất lượng nó tốt hơn, cũng như là hình ảnh của mình sẽ đến nhanh hơn so với kênh fake. Anh Đức, cơ hội dành cho Văn Đức vẫn còn. Đỗ Hùng Dũng, sẽ chỉ có một quả đá phạt góc dành cho đội tuyển Việt Nam mà thôi. Tình huống phối hợp rất có nét, một pha bàn bật 1-2 giữa Anh Đức và Văn Đức. Rất tiếc ở tình huống vừa rồi thì Văn Đức đã không thể vượt qua được sự truy cản của cầu thủ bên phía U23 Nepal. Dù sao thì chúng ta vẫn đang tạo ra được một áp lực vừa đủ. Không được, đó là cú đánh đầu của Bùi Tiến Dũng. Vâng, vừa theo dõi trận đấu ngày hôm nay thì các bạn cũng hãy đừng quên subscribe kênh YouTube của Sôi Lạc TV để chúng ta sẽ còn gặp lại nhau trong trận đấu diễn ra vào ngày 19 tháng 8. Ngoài ra thì trên website của Sôi Lạc TV thì các bạn có thể theo dõi được các trận đấu khác diễn ra tại ASEAN năm nay. Nepal đang cố gắng lên bóng, nhưng rõ ràng là những pha lên bóng sơ sài như vậy thì thật khó để vượt qua được một hàng phòng ngự đã tập luyện rất kỹ càng của đội tuyển U23 Việt Nam. Đến thời điểm hiện tại của trận đấu thì có lẽ không quá khó đoán về một suất đi tiếp của các cầu thủ U23 Việt Nam. Tuy nhiên việc chúng ta
ta vào vòng đấu tiếp theo sẽ phải đối đầu với U23 Hàn Quốc nếu như đứng nhì bảng D. Đó sẽ là một bài toán cần phải được giải trong trận đấu cuối cùng với đội tuyển U23 Nhật Bản. Chúng ta cần phải có được chiến thắng trước U23 Nhật Bản để có thể tránh đối đầu với U23 Hàn Quốc. Tuy nhiên, nếu hướng đến một chức vô địch thì đội bóng nào chúng ta cũng cần phải đánh bại. Nhưng tránh voi thì chẳng xấu mặt nào. Rõ ràng là ngày hôm qua thì với việc cân nhắc vị trí thứ hai tại bảng D, huấn luyện viên Park Hang-seo đã cử trợ lý của mình góp mặt trong trận đấu của đội tuyển Hàn Quốc. Và rõ ràng là sức mạnh của đội tuyển Hàn Quốc đã được thể hiện rất rõ tại giải đấu năm nay khi họ mang theo một vài đính kèm có thể nói là rất chất lượng, đó là tiền đạo Song Heung-min của Tottenham Hotspur. Và rõ ràng là trước khi chúng ta nghĩ đến việc vượt qua vòng bảng, huấn luyện viên Park Hang-seo cũng đã có những toàn tính cho bản thân mình. Ném biên dành cho đội tuyển Việt Nam, và người đang bị đau đó là Nguyễn Quang Hải. Với U23 Nhật Bản tham gia giải đấu năm nay thì họ cũng không phải là một đội bóng quá khó chơi, vì nòng cốt của họ chính là những cầu thủ U21 đã từng tham gia U23 châu Á hồi đầu năm. Đội tuyển đã để thua trước chính U23 Uzbekistan với tỷ số khá đậm. Và vừa rồi đã có một sự thay đổi người đến từ phía U23 Nepal. Cầu thủ áo số 12 được đưa vào sân. À đâu, mười mấy nhỉ? 11. Và cầu thủ áo số 11 được đưa vào sân tên là Gurung Heman. Và người được đưa ra nghỉ đó là cầu thủ... không nhớ là ai. Và có lẽ là cầu thủ áo số 27 Abhishek. Và chúng ta sẽ kiểm chứng sau, quay trở lại với trận đấu này đã. Hùng Dũng, bóng lại đến vị trí của anh Đức. Không được rồi, vẫn đang là Đức Huy. Bóng đã không thể đến được vị trí của Xuân Mạnh. Tuy nhiên vẫn đang là cầu thủ U23 Việt Nam. Hùng Dũng, được chuyền tốt. Bùi Tiến Dũng và tạt bóng đêm 30 Tết của Bùi Tiến Dũng. Rõ ràng đó là một tình huống không chính xác. Văn Thành, cơ hội dành cho đội tuyển Việt Nam. Quang Hải, không được. Cú đấm bóng an toàn của Kuma. Và sau đó sẽ có một quả ném biên dành cho các thủ U23 Việt Nam. Vâng, hình ảnh nét thế này, bình luận ngon thế này rồi, tại sao các bạn không về kênh chính chủ để like cũng như là subscribe cho mình đi. Và đừng quên like và share vì nó miễn phí. Vâng, kính thưa toàn thể hôn trường và kính thưa gia đình của hai đội, không còn lý do gì để các bạn không quay trở lại với kênh chính chủ khi mà trận đấu đang trôi vào những phút cuối cùng của hiệp 1. Rõ ràng theo dõi ở kênh chính chủ nó sẽ có rất nhiều ưu điểm và lợi thế hơn so với những kênh fake. Chất lượng ổn hơn, âm thanh rõ ràng hơn, và bọn mình vẫn có thể đọc được cái phần chat của các bạn. Rõ ràng đó là không có lý do gì để các bạn không ủng hộ và quay trở lại với đầu hiệp 2. Và mình biết là khi các bạn đang theo dõi ở hiệp 1 thì cũng sẽ không có thời gian để có thể lướt ra rồi tìm lại kênh chính chủ của Sôi Lạc. Nhưng hy vọng là trong hiệp 2 thì các bạn sẽ quay trở lại với kênh chính chủ để cùng với Batman và Captain làm nên một hiệp đấu thứ hai sôi động hơn rất nhiều. Quang Hải, Hùng Dũng, thi đấu chính thức cuối cùng của hiệp 1. Nepal vẫn đang nỗ lực để có được cơ hội nguy hiểm đầu tiên dành cho đội bóng của họ. Trong trận đấu này thì Nepal mới chỉ tung ra một pha dứt điểm duy nhất mà thôi. Sẽ có 2 phút đá bù giờ cho hiệp 1 của đối đầu giữa U23 Việt Nam và U23 Nepal. Nepal vẫn đang cố gắng triển khai bóng, nhưng rõ ràng là để có thể vượt qua được khu vực trung tuyến
đó là một vấn đề rất khó khăn. Hy vọng sau khi một kết thúc thì các bạn hãy quay trở lại với bọn mình ở kênh chính chủ Sôi Đảng TV để có những màn giao lưu cũng như là trò chuyện trực tuyến. Đây sẽ là điều mà khó mà có được khi mà các bạn theo dõi những trận đấu này trên TV hay là trên bất kỳ một cái kênh truyền hình nào khác. Ngoài ra thì bọn mình cũng sẽ có một vài cái phần quà nho nhỏ đến từ phía các nhà tài trợ để gửi đến các bạn trong phần nghỉ giữa giờ. 15 phút giữa giờ sẽ là một cái sân chơi rất hay, nơi mà các bạn đang có mặt trong kênh chính chủ thì mới được tham gia và dự đoán, như kiểu ví dụ như tham gia dự đoán ở bên kênh fake thì làm sao mà nhận được phần thưởng. Chẳng lẽ các bạn lại inbox vào kênh fake, người ta sẽ không có phần thưởng cho các bạn đâu. Nên là hy vọng là các bạn hãy truy cập ngay lại với Sôi Lạc.tv, kênh YouTube tên như vậy thôi, rất là đơn giản. Nó không phải là Sôi Lạc mà cũng không phải là Thế Giới Động Vật như có nhiều người cũng đang theo dõi trận đấu này. Vâng, thường thì Thế Giới Động Vật chúng ta sẽ nghĩ tới kênh Discovery hay là kênh Cartoon có cái gì nhỉ? Quên mất rồi, kênh gì Planet gì đấy. Chỉ còn ít giây nữa thôi thì hiệp 1 của trận đấu sẽ kết thúc. Đây đã là những giây cuối cùng của phút bù giờ thứ hai. Và có lẽ tỷ số sẽ dừng lại ở 0-1. Vâng, như vậy là đúng lúc này thì trọng tài người Trung Quốc đã nổi hồi còi kết thúc 45 phút đầu tiên hiệp 1 cuộc đối đầu giữa cao thủ U23 Việt Nam và U23 Nepal. Chúng ta sẽ tạm thời nghỉ ngơi khi mà lợi thế đang tới với bàn thắng duy nhất của Nguyễn Anh Đức từ đường truyền của Phan Văn Đức. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ đến với phần giao lưu và có một vài trò chơi nho nhỏ dành cho những khán giả đang góp mặt trên kênh YouTube của Sôi Lạc.tv. Vâng, trước đó nếu như các bạn không thích giao lưu bọn mình thì hoàn toàn có thể hiệp 2 cuộc đối đầu giữa U23 Việt Nam và U23 Nepal trong khuôn khổ lượt trận thứ hai vòng đấu bảng D của ASEAN năm 2018. Ở hiệp đấu thứ hai này thì Việt Nam sẽ là đội bóng giao bóng trước và người đang đứng trước bóng đó là Nguyễn Anh Đức, tiền đạo đã mở tỷ số trong cuộc đối đầu giữa cả hai đội. Như vậy là hiệp 2 của trận đấu đã được bắt đầu. Ở hiệp 2 này thì hai đội sẽ đổi sân. Việt Nam sẽ thi đấu ở bên phía tay phải màn hình nhỏ của quý vị và các bạn với trong trang phục áo trắng, quần trắng và tất trắng. Trong khi đó bên phía Nepal họ sẽ bảo vệ phần sân bên phía tay trái trong trang phục áo đỏ, quần đỏ, tất đỏ, giày màu nọ màu kia. Với trọng tài thì họ sẽ mặc trang phục áo đen, quần đen, tất đen. Giày thì như ông nào cũng đi giày đen hết thì phải. Trong hiệp 2 này thì Việt Nam vẫn chưa có sự thay đổi người nào, khi mà ở hiệp đấu đầu tiên chúng ta cũng đã vận hành khá tốt lối chơi mà huấn luyện viên Park Hang-seo đã yêu cầu. Và giống với thời điểm đầu tiên của hiệp 1 thì trong hiệp 2 này thì Nepal cũng đang dâng lên để tìm kiếm những cơ hội cho mình. Vâng, và để tiện cho bạn theo dõi thì mình sẽ đồng đánh giá sân của cái đội trong hiệp 2 trận đấu này. Bên phía cầu thủ Việt Nam thuộc về số 50 Bùi Tiến Dũng, số 2 Phạm Xuân Mạnh, số 3 Đỗ Duy Mạnh, số 4 Bùi Tiến Dũng, số 1 Nguyễn Anh Đức, số 13 Phạm Đức Huy, số 17 Vũ Văn Thanh, số 18 Đỗ Hùng Dũng, số 19 Nguyễn Quang Hải, số 20 Phạm Văn Đức và số 1 Trần Đình Trọng. Bên phía cầu thủ Nepal họ ra sân với thuộc về số 16 Lý Bù, số 4 Ta Mang, số 6 Chaudhary, số 8 Rai Bisan, số 9 Lama Suman, số 10 Biman, số 13 Kaman, số 25 Suman, số 27 Abhishek, số 30 Heman và số 32 Rohit. Trọng tài bắt chính trong trận đấu này đó là ông Giang Lê. Bên phía Nepal thì có một sự thay đổi người, đó là cầu thủ áo số 11 Gurung đã được đưa vào sân để thay thế cho cầu thủ Abhishek ở hiệp 1 rồi. Rõ ràng là chúng ta sẽ cần phải nỗ lực để ghi thêm những bàn thắng. Ở thời điểm hiện tại thì Nhật Bản đang có được hiệu số dương 5 sau chiến thắng 1-0 trước chính cầu thủ Nepal và chiến thắng 4-0 cách đây khoảng tầm 1 giờ đồng hồ trước các cầu thủ Pakistan. Trong khi đó thì Việt Nam chúng ta đang có được 4 bàn thắng. Và rõ ràng nếu như có thêm được những bàn thắng trong hiệp 2 này thì Việt Nam sẽ giành lại ngôi đầu bảng từ tay của đội bóng đến từ đất nước mặt trời mọc. Vâng, rất cảm ơn anh em đã quay trở lại với kênh chính chủ của mình. Có vẻ như là mọi thứ đã khả quan hơn rất nhiều so với thời điểm hiệp 1 rồi. Đang có hơn 215.000 anh chị em theo dõi ở kênh chính chủ của mình. Nếu như các bạn nào đang ở kênh ngoại đạo, ở kênh fake thì hoàn toàn có thể tìm kiếm kênh của bọn mình, Sôi Lạc.tv. Vừa rồi đó là tình huống phạm lỗi của tiền đạo mang áo số 9 bên phía cầu thủ Nepal với Phạm Xuân Mạnh. Đức Huy, Anh Đức, Quang Hải, không được, vẫn đang là cầu thủ Việt Nam. Đức Huy rất bình tĩnh. Xuân Mạnh, không được rồi. Việt Nam vẫn đang làm chủ
khu vực phần sân, thậm chí là của Nepal. Chúng ta đang rất thong thả trong lối chơi mà Nepal không thể tạo ra bất cứ một tình huống nguy hiểm nào. Trong khi đó thì huấn luyện viên Park Hang-seo đang có những toàn tính và rất có thể ở những phút tiếp theo ông sẽ tung vào những con bài chiến lược để giúp cho phong độ của những cầu thủ này tiếp tục được giữ vững ổn định. Hơn nói chung là bây giờ chính chủ hay không chính chủ thì anh em có cái xem đã là rất là vui rồi. Mình cũng không thực sự là anh em ủng hộ đã là vui rồi, chứ còn xem ở đâu thì cũng là vậy thôi. Các bạn vẫn nghe được tiếng của mình, đó là điều mà mình đã cảm thấy vui và cũng là khá là tự hào. Ngoài ra thì với lượng khán giả mong đợi và rất muốn theo dõi các trận đấu của đội tuyển Việt Nam thì càng nhiều khán giả được theo dõi thì bọn mình cũng thêm vui thôi. Tại một giải đấu mà rất đáng tiếc, bọn mình cũng khá là buồn khi VTV không có được bản quyền thì rất nhiều khán giả đã không thể theo dõi, đặc biệt là những nơi ở khu vực vùng sâu vùng xa, nơi mà người ta không có điều kiện để theo dõi qua internet như thế này. Văn Thành không được. Nepal rõ ràng là một đội bóng yếu và họ đã cố gắng nỗ lực để không tránh để tránh khỏi những bàn thua. Và ở hiệp đấu thứ hai này thì với Việt Nam, chúng ta cần ghi thêm những bàn thắng để giúp cho cơ hội đi tiếp, cơ hội dẫn đầu và tránh đi đối thủ Hàn Quốc. Nếu như chúng ta dẫn đầu bảng sẽ trở nên tốt hơn. Cung chân rất nhanh của Vũ Văn Thành. Vâng, khi mà trước khi Sôi Lạc có được những hình ảnh nét như thế này để gửi đến các bạn thì rất nhiều anh chị em đã inbox về fanpage của mình và tỏ ra ganh tị với người hàng xóm bên phía Thái Lan hay là Indonesia, khi mà các quốc gia đó họ cũng đã có những channel YouTube phát sóng những trận đấu với một hình ảnh khá là sắc nét. Tuy nhiên thì bây giờ chúng ta có thể tự hào khi mà chúng ta đang có được những hình ảnh nó tuyệt vời hơn. Bên phía Thái Lan họ chỉ có được link 720p thôi, còn chúng ta đang có hẳn 1080p, cùng với đó là 60fps, quá là tuyệt vời. Rất tốt. Hùng Dũng rất hay. Hùng Dũng không được. Đó là pha phối hợp giữa Hùng Dũng và anh Đức. Pha lên bóng của Nepal. Họ vẫn đang rất chậm rãi để triển khai bóng. Ở thời điểm hiện tại thì việc thực hiện những pha tấn công để uy hiếp cung thành của thủ thành Bùi Tiến Dũng là một nhiệm vụ hết sức khó khăn. Và đó là lý do để chúng ta có thể chờ đợi. Nếu như Việt Nam tiếp tục thực hiện những sự thay đổi người, nơi mà những cầu thủ chủ chốt của huấn luyện viên Park Hang-seo được tung vào sân, thì có lẽ chúng ta sẽ cải thiện và nâng cao thành tích ghi bàn của mình tại giải đấu năm nay. Biên dành cho Nepal. Nếu như Nepal để thua trong trận đấu ngày hôm nay thì Nepal cùng với UEFA Pakistan sẽ là những đại diện phải rời giải đấu này sớm, mặc dù vẫn còn một vòng đấu nữa. Và trong trận đấu cuối cùng thì Nepal và Pakistan sẽ gặp nhau trong một trận đấu vì danh dự nếu như ngày hôm nay họ để thua Việt Nam. Trong khi đó thì Việt Nam với Nhật Bản sẽ thi đấu với nhau trong trận đấu diễn ra vào lúc 16 giờ ngày 19 tháng 8. Văn Đức, một chuyền hơi mạnh dành cho Văn Thành. Đó là một pha chuyền bóng rất đáng tiếc. Và đáng lý ra thì đội tuyển Việt Nam sẽ có một cơ hội tấn công nguy hiểm. Hiện tại các bạn có thể thấy được những gift code đang xuất hiện trên màn hình, ở góc dưới cùng của màn hình. Đây là những gift code của nhà tài trợ Zovip.club gửi đến những anh chị em có đam mê với những bộ môn game dân gian, game may mắn. Các bạn thể truy cập ngay vào website Zovip.club và nhập cho mình những gift code rất giá trị này. Nó quay trở lại với trận đấu ngày hôm nay, phút thứ 53 và tỷ số vẫn đang là 0-1 nghiêng về phía cầu thủ Việt Nam. Tình huống lên bóng không thật sự đáng chú ý của các thủ Nepal và cuối cùng thì nó cũng đã nằm gọn trong tay của thủ môn Bùi Tiến Dũng. Bùi Tiến Dũng vẫn giống với trận đấu với U23 Pakistan, đó là việc anh đang thi đấu khá nhàn nhã.
và chưa có bất cứ một tình huống nào anh phải bay người hay là xuất sắc cản phá để giúp cho U23 Việt Nam tránh khỏi bàn thua. Văn Đức không được rồi, lại thêm một đường chuyền nữa đến vị trí của anh Đức, nhưng đó là một đường chuyền không thể vượt qua được cầu thủ mang áo số 4 bên phía Nepal. Vũ Văn Thành, Hùng Dũng, ngày hôm nay Văn Thành không có quá nhiều những tình huống lên tham gia tấn công. Anh đang tham gia nhiều hơn vào những tình huống hỗ trợ phòng ngự ở khu vực tuyến giữa. Cho đến thời điểm hiện tại thì Việt Nam vẫn đang phát huy tốt nhất những thế mạnh của mình. Nhưng chúng ta cần nhiều hơn nữa những pha phối hợp nơi mà đội tuyển Việt Nam đã từng thể hiện. Nhưng cũng dễ hiểu khi mà đội tuyển Việt Nam chưa thể tạo ra được lối chơi này khi họ thiếu vắng đi những nhân tố chủ chốt trong lứa cầu thủ U23 đã thi đấu rất thành công tại giải U23 châu Á diễn ra vào tháng 12 năm 2017. Đó là Công Phượng và Xuân Trường. Đội tuyển Nepal có vẻ như đang cải thiện tốt hơn những tình huống lên bóng. Họ đã không còn bị động như những thời điểm cuối hiệp 1, nơi mà đội tuyển Việt Nam đã làm chủ tình hình. Đức Huy và lấy bóng của đội tuyển Việt Nam. Đây là Xuân Mạnh, Quang Hải rất thong thả. Chúng ta không có gì phải vội, và tất nhiên là chúng ta sẽ chờ đợi thêm những sai lầm nữa đến từ phía đối thủ. Ủa, anh em bảo kênh này bị lag. Nếu như các bạn bị lag có thể giảm thử tốc độ, giảm độ phân giải xuống còn 720p thử xem. Ok, để mình thử chút cho anh em nhé. Pha lên bóng của Nepal, cơ hội dành cho các thủ áo đỏ, không được. Một tình huống dứt điểm nhẹ tựa lông hồng của cầu thủ mang áo số 9 bên phía Nepal, mà tất nhiên là nó không quá khó với thủ thành Tiến Dũng. Và một lần hiếm hoi trong trận đấu này mà Tiến Dũng phải làm việc, nhưng đó không phải là một lần làm việc quá vất vả của thủ thành người Thanh Hóa. Tại AFC Cup U23 diễn ra hồi đầu năm thì Tiến Dũng còn phải đối mặt với những tình huống nguy hiểm hơn thế gấp 3 lần. Và anh đã cùng với đội tuyển U23 Việt Nam vào tới trận chung kết của giải đấu. Trong trận chung kết thì chúng ta chỉ thua Uzbekistan ở phút thứ 119. Tức là chúng ta đã thi đấu rất nỗ lực trong một cái điều kiện thời tiết không quá quen thuộc, nơi mà những cầu thủ của chúng ta chưa bao giờ thi đấu. Hùng Dũng rất bình tĩnh, vẫn đang là cầu thủ số 18 bên phía đội tuyển U23 Việt Nam. Vâng, rất hy vọng anh em trên YouTube hãy đừng cắm cờ bất kỳ một kênh nào cả. Pha bóng rất nguy hiểm của cầu thủ U23 Việt Nam, và người vừa chạm bóng đó là Phan Văn Đức. Văn Thành đã có một ý đồ xây dựng một pha tấn công rất hay. Phan Văn Đức đã lao vào rất nhanh. Đáng tiếc cú chạm bóng của anh chưa đủ tinh tế để có thể đem về bàn thắng thứ hai cho cầu thủ U23 Việt Nam. Mình xin nhắc lại là dù các bạn đang xem ở link nào thì cũng đều ok mà thôi. Bây giờ thì Văn Quyết sẽ được tung vào sân. Và Văn Quyết đã lấy lại tấm băng đội trưởng từ tay của Bùi Tiến Dũng. Và người đã phải rời sân để nhường chỗ cho đội trưởng Nguyễn Văn Quyết đó là Phạm Xuân Mạnh. Xuân Mạnh cũng đã có một trận đấu tạm chấp nhận được khi hăng hái liên tục tham gia tấn công, và đi kèm với đó là những tình huống hỗ trợ phòng ngự từ xa rất tốt. Ok, để mình bật cái slow chat ở trên web, ở trên kênh chính chủ này, thì anh em bảo là đang chat hơi bị nhiều. Văn Quyết vừa vào sân và rõ ràng là thể lực của Văn Quyết vẫn còn rất tốt.
vẫn đang là số 10 của đội tuyển Việt Nam. Cơ hội Quang Hải, không được. Văn Quyết vào sân và ngay lập tức anh đeo chiếc băng đội trưởng quen thuộc của mình. Đó là tình huống mà anh Đức đã làm tường rất tốt để tạo điều kiện cho Quang Hải có thể vung ra cái chân trái quen thuộc của mình. Tỷ số tạm thời vẫn đang dừng lại ở 1-0. Việt Nam cần phải tạo ra nhiều pha bóng nguy hiểm hơn nữa để giúp cho những khán giả nhà yên tâm hơn cho kết quả này. Một bàn thắng nữa thôi thì Việt Nam cũng sẽ cân bằng thành tích ghi bàn với đội tuyển Nhật Bản. Và cũng một bàn thắng nữa thôi thì hơn 90 triệu con tim, những người yêu bóng đá, những khán giả và những con người của đất nước Việt Nam xinh đẹp sẽ cảm thấy an tâm hơn cho phần còn lại của trận đấu này. Văn Quyết, đường truyền dành cho Đỗ Hùng Dũng. Cơ hội không vào. Thêm một cơ hội nữa dành cho Phan Văn Đức. Rất tiếc khi mà Phan Văn Đức lại đưa bóng đi vào biển quảng cáo. Và nói về quảng cáo thì chúng ta đang được nhìn thấy rất nhiều gift code được chạy ở góc dưới cùng của màn hình. Đây là gift code của game Zovit Club. Và để nhập được những gift code này, các bạn hãy truy cập ngay vào website zovit.club. Đây là 100 gift code đầu tiên trong ngày hôm nay. Chúng ta sẽ có tổng cộng 500 gift code và tổng trị giá lên tới 50 triệu đồng. Và sau 5 phút thì mình sẽ up 100 gift code mới lên. Và rất hy vọng những anh em nào mà đang chơi game này có thể nhanh tay nạp cho mình để nhận được những phần thưởng giá trị trong game. Bên phía đội bạn thì họ có thêm một sự thay đổi người nữa. Cầu thủ mang áo số 30 đó là Thapamaga Herman rơi sân. Người vào sân đó là trường hợp của cầu thủ mang áo số 23 đó là Sudiban. Cùng với sự thay đổi người đó thì loạt gift code mới cũng sẽ được thay đổi. Chúng ta sẽ đến với 100 gift code tiếp theo. Những bạn nào chưa may mắn trong 100 gift code đầu tiên thì có thể thử lại với 100 gift code tiếp theo này. Quang Hải vẫn là những pha xử lý rất chính xác của thủ áo số 19. Có thêm một tình huống ném biên nữa dành cho đội tuyển U23 Việt Nam. Đức Huy sẽ là người thực hiện quả ném biên này. Hiện tại thì trên hàng công của đội tuyển Việt Nam đang xuất hiện khá nhiều gương mặt của câu lạc bộ Hà Nội, với sự có mặt của Văn Quyết, của Đức Huy và của Quang Hải. Ngoài ra thì Đỗ Hùng Dũng và cầu thủ mang áo số 3 Đỗ Duy Mạnh cũng đều là những nhân tố đang giúp cho Hà Nội thăng hoa tại bầu trời V-League. Vâng, với những bạn mà đang xem bị lag thì các bạn có thể tải lại trang. Vì lý do đó là kênh chat nó quá nhiều khiến cho một vài máy yếu quá thì nó sẽ bị hơi lag một chút. Các bạn có thể tắt chat đi. Tắt chat rất đơn giản thôi. Với điện thoại thì các bạn có thể vuốt sang phải, vuốt sang trái gì đó của màn hình. Còn với máy tính thì bạn có nút tắt chat ở góc bên phía tay phải của màn hình. Rất hay. Không được. Đó là pha đưa bóng vào trong của Quang Thành. Ở sân bạn của Văn Thành. 2/3 thời gian thi đấu của trận đấu đã trôi qua, nhưng tỷ số vẫn đang dừng lại ở con số 1-0. Đó là pha lập công duy nhất của Nguyễn Anh Đức. Đây là một trận đấu mà cầu thủ đã bỏ lỡ nhiều cơ hội nhất bên phía đội tuyển Việt Nam. Đó là trường hợp của tiền đạo số 20 Phan Văn Đức. Văn Đức đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có được bàn thắng nào tại giải đấu năm nay. Tuy nhiên với phong độ đang rất cao trong màu áo của câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An thì Văn Đức đang được huấn luyện viên Park Hang-seo rất tin tưởng, và anh cũng sẽ là một trong những con bài chiến lược nơi mà vị chiến lược gia người Hàn Quốc tin dùng. Văn Quyết, anh Đức và mở cánh dành cho Văn Đức. Cơ hội không được. Thêm một quả ném biên nữa dành cho đội tuyển U23 Việt Nam. Duy Mạnh,
Không được. Đó là một tình huống mà Duy Mạnh đã treo bóng hơi sâu. Đội tuyển Nepal vẫn chưa thể có được bất cứ một tình huống phối hợp để tạo ra một pha bóng nguy hiểm nào. Và đó là tình huống sai lầm của hàng phòng ngự bên phía Nepal. Cơ hội dành cho Anh Đức. Đây rồi, rất bình tĩnh Văn Đức. Như vậy là đã có bàn thắng thứ hai dành cho đội tuyển U23 Việt Nam. Sau những cơ hội và sau những pha bỏ lỡ cuối cùng thì Văn Đức cũng đã điền tên mình lên bảng tỷ số. Một pha bóng đơn giản, Văn Đức trong hiệp đấu đầu tiên kiến tạo cho Anh Đức ghi bàn. Còn bây giờ đến lượt Anh Đức kiến tạo cho Văn Đức ghi bàn. Vâng, một ngày thi đấu tuyệt vời của những cầu thủ mang tên Đức. Anh Đức đã rất bình tĩnh khống chế để dành cho Văn Đức một đường chuyền. Và với một cơ hội ngon ăn đến như thế này thì Văn Đức thật khó để anh ta có thể bỏ lỡ. Và bàn thắng thứ hai của đội tuyển U23 Việt Nam đã tới một cách rất dễ dàng. Quá nhanh, quá nguy hiểm. Vâng, tất cả đã dồn vào mọi sự chú ý đến vị trí của anh Đức mà bỏ qua Văn Đức và thậm chí là cả Văn Quyết nữa. 2-0 rồi. Văn Đức sau những tình huống bỏ lỡ có lẽ cũng đã gặp rất nhiều vấn đề về mặt tâm lý. Nhưng bây giờ thì mọi thứ đã được giải quyết bằng bàn thắng ở phút thứ 64. Rất tuyệt vời với những chàng trai lứa tuổi 23 của đội tuyển Việt Nam. Chúng ta đang thấy được một tinh thần và một lối chơi khởi sắc. Thêm một cơ hội nữa dành cho đội tuyển Việt Nam. Nhưng đó là một pha bóng mà anh Đức đã hơi vội vàng. Việt Nam vẫn đang khiến cho Nepal không thể tấn công. Và phòng ngự thì lại liên tục mắc sai lầm. Một trận đấu không phải quá vất vả, nhưng chúng ta vẫn đang đạt được tối đa những gì mà chúng ta mong muốn. Và với bàn thắng vừa rồi thì hiệu số bàn thắng bàn thua giữa Việt Nam và Nhật Bản đang là bằng nhau. Nhật Bản họ có dương 5 và Việt Nam của chúng ta cũng đang có dương 5. Và để tránh phải có một trận đấu sinh tử với Nhật Bản ở vòng đấu cuối thì Việt Nam có lẽ nên nỗ lực ghi thêm bàn thắng vào lưới của Nepal ở những phút còn lại. Trận đấu vẫn còn hơn 25 phút nữa. Công Phượng vẫn đang ngồi trên băng ghế dự bị và hoàn toàn có thể được đưa vào sân. Ok, mình sẽ và lấy bóng rất đơn giản của cầu thủ U23 Việt Nam. Ở thời điểm hiện tại thì chúng ta mới chỉ thực hiện một quyền thay đổi người duy nhất. Đó là trường hợp của Văn Quyết và Xuân Mạnh. Vào sân thì Văn Quyết cũng đã để lại dấu ấn cho bản thân mình. Đó là đường chuyền để giúp cho Văn Đức và Anh Đức tạo ra bàn thắng thứ hai. Nguyễn Văn Quyết. Đây là Quang Hải, người cũng đã mang rất nhiều niềm hy vọng, không chỉ riêng của bóng đá thủ đô. Mà Quang Hải với sức trẻ của mình cũng đang thể hiện được tầm ảnh hưởng trong lưới trời của đội tuyển U23 Việt Nam. Bùi Tiến Dũng. Chắc chắn là chúng ta sẽ chưa dừng lại đâu, khi mà chỉ cần ghi thêm những bàn thắng nữa, ít nhất là một bàn nữa thôi, thì chúng ta sẽ giành lấy vị trí đầu bảng của đội tuyển Nhật Bản. Và trận đấu cuối cùng tại lượt trận vòng bảng với đội tuyển Nhật Bản sẽ là một trận đấu rất quan trọng, nơi chúng ta sẽ phân định ngôi đầu. Không được. Với việc phân định ngôi đầu giữa Việt Nam và Nhật Bản thì chúng ta sẽ có quyền lựa chọn đối thủ của chúng ta ở lượt trận sau khi vòng đấu bảng kết thúc. Nguyễn Quang Hải. Đây là Văn Thành.
anh em kêu lát nhỉ. Văn Quyết. Lát. Lại quay trở lại với Văn Thành. Lát là do mọi người ấy, chứ mọi người khác vẫn đang xem bình thường mà. Bọn mình ở đây check cũng rất là bình thường luôn. Nếu mà bạn nào đang bị lát thì có thể gọi điện ngay lên trên tổng đài để check xem vì sao. Chứ còn lát thì mình không phải là bác sĩ, mình cũng không chữa được bệnh về mắt. Vũ Văn Thành, Nguyễn Văn Quyết. Không được. Có vẻ như ngày hôm nay sự kết nối của những cầu thủ hàng công cũng chưa phải là một thông số thực sự ấn tượng với đội tuyển Việt Nam. Nhưng rất may là chúng ta cũng đã có được hai bàn thắng làm vốn để cho phần còn lại của hiệp 2 chúng ta được thi đấu với một tâm lý thoải mái và dễ dàng hơn rất nhiều. Lỗi đẩy sau của cầu thủ bên phía đội tuyển Nepal với Vũ Văn Thành. Ok, mình sẽ chặn lại cái chữ lag ở kênh của mình. Tất cả những ai mà chat chữ lag sẽ không hiển thị được nữa, cũng như là con bot nó sẽ tự động cấm chat trong vòng 300 giây. Ném biên dành cho các thủ Nepal. Rõ ràng là đội tuyển Việt Nam vẫn đang có được một sự tự tin nhất định. Tuy nhiên có một điều mà chúng ta vẫn chưa thể tạo ra sự gắn kết, đó là những tình huống phối hợp tấn công. Văn Quyết. ASEAN là giải đấu diễn ra vào trung tuần của tháng 8 và đầu tháng 9. Vào ngày 15 tháng 9 thì V-League sẽ chính thức quay trở lại và sẽ có một cuộc đối đầu cũng khá hấp dẫn được diễn ra, nơi mà đội bóng của Phan Văn Đức, Phạm Xuân Mạnh sẽ đối đầu với đội bóng của Văn Quyết, Đoàn Văn Hậu và Nguyễn Quang Hải. Văn Thành. Văn Đức. Cú dứt điểm của Quang Hải. Đó là một tình huống dứt điểm rất đáng chú ý của tiền vệ mang áo số 19 bên phía đội tuyển U23 Việt Nam. Ngày hôm nay Quang Hải vẫn chưa thể có được cái duyên để có được bàn thắng cho chính anh tại Quang Hải. Văn Quyết. Vẫn còn không được. Đó là cú dứt điểm của Vũ Văn Thành. Nepal đang khá đuối sức. Đại diện đến từ khu vực Nam Á không phải là một đội bóng có quá nhiều cầu thủ với một nền tảng thể lực tốt. Họ vẫn đang bắt đầu cũng như nhập cuộc trận đấu này với một tinh thần cao. Nhưng với những gì thua kém so với đội tuyển U23 Việt Nam thì tất cả đã được bộc lộ. Và đội bóng của huấn luyện viên Park Hang-seo đã tận dụng rất tốt những sai lầm đến từ phía đối thủ. Để thời điểm hiện tại họ đang có được hai bàn thắng. Hai bàn thắng làm một. Bùi Tiến Dũng. Nguyễn Văn Quyết. Thêm một cơ hội nữa dành cho đội tuyển Việt Nam. Đang là thời điểm phút thứ 73 của trận đấu và chúng ta còn khoảng tầm 20 phút nữa tính cả thời gian đã bù giờ, trận đấu sẽ khép lại. Việt Nam vẫn đang dẫn trước với tỷ số 2-0 và có lẽ
trong ít phút tiếp theo, huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ tung ra Công Phượng hoặc là một cầu thủ có khả năng làm việc ở tuyến giữa tốt như là Xuân Trường chẳng hạn. Văn Đức rất tốt. Ngay sau đó là một pha khống chế bóng quá lỗi của Nguyễn Văn Quyết. Trận đấu vẫn đang trôi qua và chúng ta vẫn đang làm được những gì mà chúng ta đã kỳ vọng. Vậy mà Việt Nam tại giải đấu năm nay đang có được một đội hình rất ổn định và chúng ta có thể gọi là có chiều sâu. Bây giờ sẽ là thời điểm để cho đội tuyển U23 Việt Nam thay người. Vâng, và với các bạn với những bạn đang không biết làm thế nào để tắt chat ở trên điện thoại khi xoay ngang màn hình thì mình sẽ hướng dẫn rất nhanh thôi. Đây em nhá, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để tắt được chat ở trên điện thoại. Ok, đây các bạn hãy chạm nhẹ vào màn hình này, sau đó có cái nút đây, đó các bạn click vào đây. Đây đang là chat này, các bạn chạm đây này, đó, là nó sẽ tắt được chat đi. Ok, quay trở lại với trận đấu này đã. Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Văn Quyết. Và bây giờ thì chúng ta vẫn đang triển khai tấn công, nhưng với tốc độ khá chậm. Người bạn Nepal có vẻ như cũng không có một tình huống phản kháng gì gọi là quá quyết liệt. Có lẽ là đối thủ đang chấp nhận kết quả như thế này thì mà họ cũng không thể làm được điều gì khác trước một lối chơi có điều chỉnh, có khoa học và có tính toán của huấn luyện viên Park Hang-seo. Cho đến thời điểm hiện tại thì ngày hôm nay thì ASEAN đã tiếp tục diễn ra và hàng xóm của chúng ta, không cũng gần như là hàng xóm, đội tuyển Thái Lan đã hòa cầu thủ Bahrain với tỷ số 1-1. Công Phượng không được. Cú dứt điểm đầu tiên của Nguyễn Công Phượng trong trận đấu ngày hôm nay. Công Phượng đã gặp rất nhiều vấn đề tâm lý sau khi thực hiện hỏng hai quả penalty. Nhưng rất may cho tiền đạo quê gốc Đô Lương, Nghệ An thì anh cũng đã có được bàn thắng để giải tỏa đi rất nhiều vấn đề. Trần Đình Trọng. Đây là Đỗ Duy Mạnh. Có lẽ là việc tìm kiếm cho Quang Hải hay Công Phượng và cũng có thể là Văn Quyết thêm những bàn thắng sẽ là mục tiêu của đội tuyển Việt Nam trong những phút còn lại của hiệp 2 này. Tình huống tấn công của Nepal. Nhưng như thường lệ thì hàng phòng ngự của đội tuyển Việt Nam vẫn đang thi đấu rất tốt. Đang có một số bạn hướng dẫn cách để hết lag, đó là các bạn hãy ấn F5. Hoặc với những bạn nào mà đang xem điện thoại thì có thể thoát ra vào lại. Hoặc các bạn ấn Ctrl F5 nhé, trên máy tính thì các bạn ấn Ctrl và F5 thì nó sẽ không bị lag nữa. Không phải nói ngày hôm nay thì Nepal không thể thực hiện bất cứ một tình huống tấn công và thâm nhập vào khu vực 16m50 khung thành của thủ thành Bùi Tiến Dũng. Phòng ngự của đội tuyển Việt Nam vẫn đang thi đấu ổn định. Cũng phải nói một điều là đội tuyển Nepal quá yếu. Rất tốt. Đó là một pha khống chế bóng không cực, không thể giúp cho Việt Nam có được cơ hội tấn công của anh Đức. Ngày hôm nay thì đội tuyển Việt Nam đã được thi đấu trong một điều kiện thời tiết hợp lý hơn rất nhiều. Đó là điều kiện
diễn ra vào lúc 19 giờ theo giờ của Việt Nam. Khác với trận đấu diễn ra với đội tuyển Pakistan cách đây 2 ngày, đó là trận đấu diễn ra vào lúc 4 giờ chiều. Và ngày 19 tháng 8 thì chúng ta sẽ cùng gặp Nhật Bản trong cuộc đối đầu diễn ra vào lúc 16 giờ. Và các bạn có thể truy cập vào website soilac.tv hoặc là quay trở lại với kênh YouTube của soilac.tv để tiếp tục theo dõi trận đấu này. Đường truyền của Văn Đức dành cho Văn Quyết. Không có bất cứ một cầu thủ nào của đội tuyển Việt Nam theo kịp tình huống vừa rồi. Thứ 79, tỷ số vẫn đang là 2-0 nghiêng về đội tuyển Việt Nam. Những người đã lập công dành cho đội bóng áo trắng đó là Anh Đức ở phút thứ 34 và Phan Văn Đức ở phút thứ 64. Một vài thông tin dành cho những người có lẽ là vừa truy cập vào, đó là việc trong trận đấu cũng tại bảng D thì Nhật Bản đã vượt qua Pakistan với tỷ số 4-0. Để hiện tại thì Việt Nam cùng với Nhật Bản đang là hai đội tại bảng D có được 6 điểm và cùng hiệu số dương 5. Hiếm hoi chúng ta thấy được pha dứt điểm của U23 Nepal. Họ vẫn chưa thể làm được quá nhiều điều trong trận đấu ngày hôm nay. Chúng ta còn 10 phút cho những nỗ lực của cả hai đội. Với Việt Nam thì chúng ta đang mong muốn có thêm một bàn thắng nữa để vượt lên trên Nhật Bản dẫn đầu tại bảng D. Trong khi đó thì Nepal cần có những bàn thắng danh dự để níu vớt cho một trận thua tệ hại nữa. Vâng, và tiếp tục sẽ là 100 gift code tiếp theo. Đây là gift code lần thứ 4 rồi, nghĩa là đã phát 400 gift code. Các bạn hãy nhanh tay nhập cho mình 100 gift code này nếu như 300 cái trước đó các bạn nhập chưa thành công. Thật sự ngày nay rất nhiều gift code đến từ phía nhà tài trợ zovip.club. Và có lẽ chút nữa sau khi trận đấu mình cũng thử nhập cái xem biết đâu lại khởi nghiệp thành công. Văn Quyết. Không được. Mười phút để cầu thủ U23 Việt Nam tìm kiếm bàn thắng. Một bàn thắng sẽ giúp cho chúng ta có được vị trí đầu bảng D. Tôi cũng chưa biết là ở ASEAN lần này thì cách tính điểm nếu như có chung hiệu số bàn thắng thua, có chung số bàn thắng bàn thua thì sẽ như thế nào. Với World Cup 2018 thì họ sẽ tính tới chỉ số fair play, nghĩa là số thẻ phạt và số lần phạm lỗi của cái đội. Nếu đội nào ít hơn thì đội đó sẽ xếp trên. Tuy nhiên với ASEAN thì chúng ta sẽ phải chờ đợi. Mình cũng chưa có thông tin chính xác của việc xếp hạng tại ASEAN năm nay. Anh Đức. Văn Thành. Công Phượng. Chúng ta đang thi đấu và có lẽ là phần kiểm soát giữa sân ở những thời điểm còn lại sẽ rất quan trọng dành cho đội tuyển U23 Việt Nam. Không vội khi tìm việc để có được bàn thắng, nhưng chúng ta cần phải đảm bảo được một tuyến giữa ổn định giống như những thời điểm trong trận đấu ngày hôm nay chúng ta đã làm rất tốt. Ok, ngoài việc phát code ở trên màn hình ra thì bọn mình sẽ phát code cả trên kênh chat của kênh chính chủ nữa để anh em nhập cho nó nhanh hơn, dễ hơn.
dài anh em. Thôi anh em chịu khó nhập. Cuộc dài quá. Mình mà gõ ra tiếng chat thì chắc là hết giờ mất. Đỗ Hùng Dũng, Công Phượng. Đây là anh Đức. Đội tuyển Việt Nam vẫn đang tìm kiếm những cơ hội dành cho chàng tiền đạo số 9, đó là Nguyễn Công Phượng. Công Phượng là một cầu thủ có phẩm chất kỹ thuật và luôn được mệnh danh đó là Messi của Việt Nam. Tuy nhiên vấn đề mà Công Phượng hay gặp phải đó là câu chuyện về tâm lý. À, quên mất, với những anh chị em nào mà không muốn xem có chat thì các bạn còn một lựa chọn nữa. Đó là các bạn truy cập vào website soilang.tv. Ở đó thì các bạn sẽ không full màn hình lên thì sẽ không nhìn thấy chat nữa. Rồi quay trở lại với trận đấu ngày hôm nay đi. Phút thứ 84 rồi. Tỷ số vẫn đang là 0-2. Sau khi kết thúc trận đấu này thì các bạn đừng quên subscribe kênh YouTube chính chủ của mình để nhận được thông báo cho những buổi livestream tiếp theo. Cùng với đó là những video bàn thắng sớm nhất, nhanh nhất. Và thật sự là các bạn đừng subscribe những cái kênh mà họ đang fake của mình nữa. Thì thật sự đó là việc họ đang lợi dụng công sức của mình. Bọn mình đã phải mất rất nhiều công sức để có được một luồng sóng sạch sẽ, đẹp đẽ như thế này. Cùng với đó là công sức bình luận thức đêm thức hôm. Phải nói là tốn rất nhiều cả thể lực lẫn trí óc nữa mới đem lại được những hình ảnh tuyệt vời như thế này các bạn. Nhưng mà với những kênh khác thì họ rất đơn giản thôi, chỉ việc full màn hình lên và chiếu lại trận đấu của mình. Một sự bất công không hề nhẹ khi mà những kênh fake thì lại có được lượt view nhiều hơn. Thực ra thì bọn mình cũng không trách các bạn xem nhầm kênh, bởi vì rõ ràng là người ta fake nói là theo tiêu chuẩn quốc tế rồi. Nên là việc các bạn theo dõi các kênh khác thì cũng không sao, nhưng mà khi mà cái số lượng người xem của cái kênh gốc lại ít hơn kênh fake thì đó là một điều mà bọn mình cũng hơi buồn. Nhưng đây là pha đi bóng của Công Phượng. Không được. Không có tình huống rồng bay phượng múa đến từ cầu thủ mang áo số 9 của đội tuyển U23 Việt Nam. Thứ 86, tỷ số vẫn đang là 2-0, không phải là hai số 0 mà là con số 2 dành cho đội tuyển Việt Nam và con số 0 dành cho Nepal. Chúng ta đang hoàn thành tốt được giao